đăng ký ví cầu bay mua bán vàng điện tử nha, mua vàng bán điện tử nha mọi người. Trong ví này chứa đồng Bitcoin, BTC, ETH rồi này nọ nè, Litecoin rồi. Chiều nay mình hướng dẫn mọi người đăng ký ví cầu bay đi chơi. Ngày mai mình sẽ hướng dẫn mọi người kiếm đồng ETH Bri nha, rất là ngon trên một con web. Tại vì nay không, mình không có thời gian mình làm cái video, mình lo hướng dẫn anh em đăng ký với cô bay là mình hết thời gian của mình này. Đầu tiên anh em click cái phần link mô tả của mình thì nó ra giao diện gì nè, anh em bấm vào nút bắt đầu, rồi anh em ghi vào ha, feed name là tên của mình á, còn last name là họ, anh em ghi tên họ diễn được chứ. Email của mình nè, anh em nhập batch email mình vô, rồi anh em nhập mật khẩu, rồi anh em bấm vào nút bằng cách tiếp tục cho xác nhận, anh em bấm nút tạo tài khoản nha, rồi anh em vào, nó sẽ gửi cho anh em vào một cái mail và hộp thư. Rồi sau khi hộp thư anh em bấm vào nút xác nhận nha, vô mail xác nhận nha, rồi anh em nhập số điện thoại đăng rồi nó gửi anh em về một anh em nhập số điện thoại nó gửi cho anh em về một cái mã xác nhận là gọi anh em. Rồi anh em vào anh em thoát ra đi. Rồi anh em lên xích lây tỏ gõ cho mình là có bay. Và anh chờ chút. Đăng ly gà mình sẽ hướng dẫn anh em cô bay. Cờ có bay. Anh em gõ vô cô bay nha. Anh em cô bay nè, hình màu xanh nè. Vì đây mình đã cài đặt rồi, mình sẽ mở nha. Anh em vô đây đăng nhập cái rồi à. Đăng ly gà mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền trên, kiếm đồng ETH miễn phí. Nhưng vì ra mà đồng ETH này mà web này phải đăng ký mà ví của ETH nên mình không có làm video, mình hướng dẫn anh em này đi. Rồi chiều nay mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm đồng ETH. Đồng ETH giờ quá tăng này. Rồi anh em login vào nha. Login vào tài khoản của anh em là gì nè. Giá Bitcoin được tăng. Anh em khi anh em log vào thì tất cả đều không anh em. Tên của mình nè. Video đăng ký với cô bay của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em đăng ký thành công. Chiều nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi một cái web kiếm đồng ETH miễn phí anh em. Mình cái đồng này mình kiếm tiền ảo Bri đi, kiếm nhiều nhiều đi, đăng mình đầu tư mấy con web nha anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em đang xem kênh, đang xem video kênh Quỳnh Văn Ánh.